Cầu thủ Nhật Bản khiến Liverpool ôm hận ở FA Cup. Gặp lại Brighton tại FA Cup mang tới nỗi sợ cho cổ động viên Liverpool, chắc chắn nỗi sợ ấy lớn hơn nhiều so với khát vọng phục thù. Kết quả, đoàn quân của Ops lại xa lầy ở Amex và nhận thua 1-2. Brighton kiểm soát bóng 56% thời gian, tung ra 13 lần dứt điểm và 6 lần bóng đi trúng cầu môn của đối phương. Với 44% thời gian cầm bóng, Liverpool chỉ có được 8 lần dứt điểm trong cả trận, 2 lần bóng đi trúng không thành. Lợi thế dẫn bàn của Liverpool chỉ kéo dài có 9 phút. Phút 39, Lamptey tung ra cú sút căng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập chân đăng, đổi hướng đi vào lưới khiến Alisson không kịp trở tay. Bàn thắng có phần may mắn với đội chủ nhà. Trong hiệp 2, Liverpool hoàn toàn sa sút, đội khách chỉ có một pha dứt điểm trong cả hiệp 2. Ở phút bù giờ thứ 2, Mitoma đón bóng ở cự ly chừng 5m phía phải. Với một cú tâng bóng trên không để qua mặt hậu vệ đối phương và sau đó là dứt điểm bằng má ngoài chân phải khiến Alisson đứng hình, Mitoma đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng muộn của Mitoma khiến Liverpool không thể vùng dậy. The Kop nhận thất bại tại Amex và ngậm ngùi chia tay FA Cup. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!